mọi người. Như mọi người biết lúc trước là Gen X chạy chiếc 10T15 đúng không? Mà nếu như ai đã coi kênh Anh Minh Baker mà coi một thời gian lâu á thì mọi người sẽ biết là Gen X rất thích một chiếc xe, cực kỳ thích luôn. Nhưng mà anh Minh bé mất rồi. Thì hôm nay Gen X đã có cơ hội Gen X được sở hữu em nó và chạm vào em nó. Và mọi người đoán xem đó là chiếc gì nha. Chắc dễ đoán quá đúng không? Đúng không? Xe gì rồi? Xe gì đó? Không lẽ bây giờ á phải ngồi Vario nói đạo lý. Dễ đoán rồi đúng không? Ai mà coi kênh anh Minh lâu là biết lúc trước là Gen X rất là thích chiếc CBR250 này, mà chưa kịp xu là anh Minh đã bán mất rồi. Năm nay mới có cơ hội mình chạm lại được vài em nó. Thì cái lý do tại sao lúc trước mà Gen X thích thì Gen X có nói trong clip rồi, nhưng mà giờ nói lại một lần nữa ha. Thứ nhất là nhìn nó rất là to, rất là hầm hố. Nhìn nó chỉ có 250 con khối thôi mà nhìn không khác gì mấy con 600 luôn á. Nó to. Thứ nhất là nó to. Thứ hai là tại vì em cũng hơi tròn á. Em ngồi lên mấy chiếc này thì còn nhìn thấy cái xe. Chứ như hôm bữa em ngồi mấy cái chiếc kiểu CB150 á là mất cái xe luôn. Nhìn cái xe nhỏ xíu luôn. Chứ đẹp chiếc nữa là chiếc này nó lùn. Chiếc MT15 là nó quá cao so với em. Thì khi mà em chống chân á em phải nhón như nè. Thắng lại cũng phải nhón nữa. Thì cứ phải nhón nhón như vậy mình hơi bị mất thăng bằng một xíu, chứ mình không có cảm giác an toàn á. Còn chiếc này thì đây con nít không mà không được. Ok thôi để em quay cái xe qua đây cho mọi người nhìn rõ chút nha. Thôi quay giùm chị á, chị cầm cho. Với lại theo như ít có tìm hiểu sơ qua thì chiếc này là hai máy 36 mã lực và giá bán mới luôn á là 160 triệu, nhưng mà Gen X thì mua lại từ phía anh Minh cho nên là được giảm giá, nói chung là giảm giá mạnh, mua không có mắc lắm. Mọi người có muốn tìm mua xe thì liên hệ anh Minh Baker nha. Rồi đọc mã Gen X Cute Full Mai Que thì tất nhiên là không được giảm nhiều lắm đâu, nhưng mà cứ đó đọc là được. Tại vì chiếc xe này nó là hai máy thì nó cũng khá là nhẹ, chỉ có 160kg thôi, thì con gái như Gen X cũng có thể dắt được, rất là dắt xuống được bình thường, nó không quá nặng. Để dắt cho mọi người coi. Hơi là mang giày á nha trời. Ây da, đây. Rồi để dắt cho mọi người coi. Đá tó lên nha mọi người, không mà bị chửi á, khổ lắm. Nghe giá cũng khá là nhẹ nhàng. Mà đây là Gen X, là mặc dù Gen X hơi tròn, nhưng mà tại vì tay Gen X rất là nhỏ, cổ tay cũng rất là nhỏ cho nên lực Gen X cũng hơi yếu so với mọi người. Chứ nhìn dắt vậy thôi Gen X đã yếu, mà Gen X còn dắt được vậy nữa, không lẽ các bạn nữ dắt cũng được đúng không? Bình thường. Các bạn Gen X rất thích cái xe này là cái dàn đầu, nhìn nó rất là ngầu, cái đầu rất là ngầu luôn. Tại đây là thuộc upside down của Sowa, màu vàng nữa mọi người. Hồi đó có nói là Gen X thích cái gì màu vàng đó mà không biết mọi người có nhớ không? Cái tem này á, lại vì là mua xe chỗ Minh Maker cho nên có cái tem là cái tem đặc biệt được cải tiến nè mọi người, thấy không? Cái tem cũ nó không có giống gì, tem mới đẹp hơn, mà tem này không phải ai muốn cũng có đâu nha. Với lại ống xả của xe này được chia là hai ống luôn mọi người, nhìn hầm hố đó đúng không? Nhìn như là xe con khói lớn vậy đó, nhìn ngầu không? Xe này có 3 chế độ lái. Em mở cho mọi người coi nha. Nè đây là sport nè, sport cộng nè, và comfort. Thì cái chế độ comfort nè để dùng để đi đường chân chuột của anh rồi trời mưa. Còn sport là chạy chế độ thể thao thúc rồi. Còn sport cộng á là chạy hết ga hết số luôn. Mà chắc em không lên tới khúc đó được đâu, chạy bình thường thôi. Một cái sung sướng nữa khi là làm em gái mưa của anh Minh, đó là được một cái chống đổ. Ổng gắn sẵn cho mình luôn.
chắc là sợ chạy rồi dắt ngã đồ á, thì lên chốc độ bảo vệ luôn, sẵn luôn. Ở đây là có lên sẵn một cái giá đỡ điện thoại luôn, mà đặc biệt là mọi người thấy không, nó có chế độ sạc pin nữa. Đem gắn thử cho mọi người coi ha, điện thoại đang bình thường nè. Đó, gắn vô nó sẽ hiện lên cái chữ đã sạc nha. Quay cho mọi người coi, nó hiện chữ đã sạc rồi nè. Thì em không biết cái này là iPhone xài được rồi, Samsung hay là dòng điện thoại khác, Oppo đồ này nọ có xài được không nha. Tại vì em chỉ có mỗi Samsung, em chỉ có một iPhone để em thử thôi à. Nè, cho nên là iPhone trước mắt là sạc được rồi đó. Còn mấy cái khác thì tôi không biết, nhưng mà em rất là thích cái này. Còn ở đây là Zin X có lên cặp tay côn tay thắng cho nó nhẹ nè. Đấy, nè, côn cũng rất là nhẹ luôn, tay nhỏ tay yếu vẫn bấm được. Đây, đeo lên sẵn cho mọi người coi luôn là Zin X rất là hợp với chiếc xe này. Đó là phần lớn, phần chính lý do tại sao Zin X được thích series 250. Thì chiều cao của Zin X là 1m63 nè, nếu mà muốn chống thì chống, mà muốn để thẳng chân cũng để thẳng chân được luôn, chống thì cũng được. Đấy, xe cũng nhẹ, có 160kg à, mà cũng không có cao quá nữa, không cao như chiếc MT15 cũ của Zin X đâu, chạy rất là thoải mái, ok luôn. CBR 250 thì nó là thuần sport nhưng mà nó cũng không có hao nhiên liệu lắm đâu mọi người. Thì tiêu hao nhiên liệu trung bình là 27 cây một lít, không có hao lắm. Chi phí bảo dưỡng của chiếc xe này thì cũng không có quá là cao đâu mọi người. Nếu như mà mọi người thu nhập một tháng từ 8 đến 10 triệu là mọi người có thể chơi được chiếc xe này rồi. Còn về nhớt lại nước mát thì nó cũng đơn giản như mấy chiếc xe cho 50 khác thôi, cũng như chiếc MT15 đợt trước giá chạy thôi, thì thay cũng đơn giản, nhưng mà có điều nó hơi hao hơn một chút xíu. Ví dụ như MT15 giữa chỉ cần thay một bình nhớt thôi thì chiếc này phải hai bình vậy đó, nhưng mà về thay thì cũng đơn giản thôi à, cũng mở ra đổi vô thôi chứ không có gì phức tạp hết đó. Ok thôi, bây giờ nói cũng nói xong rồi. Chủ yếu trọng tâm của video clip này là quảng cáo cho mọi người biết chiếc xe mới của Zin X thôi, là Zin X đã thoát khỏi cái giai đoạn mà ăn hại rồi. Bây giờ lên 250 thì nó cũng là phân khúc tầm trung thôi, nhưng mà cũng được gọi là xe phân khối lớn rồi, mọi người cũng đỡ ăn hại hơn trước nhiều rồi. Rồi, hết rồi đó, bây giờ Zin X về đây. Bye bye. Tầm nữa. Trời ơi, tóc tài. Bẻ luôn không?